Vâng, đây là cái đường đi vô của chú anh chị Phật Bàn. Đường đi vô rất là xa luôn nhé. Nhưng mà ở ngoài kia thì có những anh công an đang ở ngoài để chốt chặt giữ an ninh trật tự ở trong cái bãi bắn này nhé. Đi rất là mệt luôn hư của chú anh chị Phật các bạn. Đi vô đây cũng khoảng cây số đó cô chú 50m nè, chừng 50m nè hơn đó, những anh công an đang giữ trật tự ở nơi đây á cô chú anh chị và các bạn. Tại vì ở đây là cái buổi bán đầu tiên của quyền Củ Chi nhé, cho nên phải giữ trật tự ở đây nhé thôi cô chú anh chị và các bạn. Đó, ở xa xa kia thì cái bãi bắn hơn của chú anh chị và các bạn, xa xa đằng kia là cái bãi bắn nhé. Bãi bắn thì bây giờ thì rất là tối luôn hơn của chú anh chị và các bạn. Bây giờ rất là tối luôn nhé. Bài bán rất là tối luôn. Bắn ở đằng kia kìa cô chú anh chị và các bạn, có xe chữa cháy đứng sẵn luôn kìa, khu vực bắn ở đằng kia. Khu vực bắn đằng kia hơn cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ nhà người dân thì bắn trước thôi cô chú anh chị và các bạn. Đây là bắn tại nhà người dân thôi chứ không phải bắn ở trong đây thôi cô chú anh chị và các bạn. Vâng, nó thi đen đeo tên tại khu công nghiệp Tây Bắc, quyền Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nhé cô chú anh chị và các bạn. Bãi bắn ở đằng kia. Bãi bắn ở đằng kia nhé. Người dân lên đứng hai bên đường rất là đông với cô chú anh chị và các bạn. Có lực lượng công an nữa cô chú anh chị và các bạn thân mến. Có lực lượng cơ động của quyền Củ Chi cũng đến đây để giữ trật tự nhé cô chú anh chị và các bạn. Vân Ngọc Tiêu đang đưa tin tại Cục Công nghiệp Tây Bắc, quyền Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Người dân đứng đây để chờ xem pháo hoa lần đầu tiên có mặt tại quyền Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nhé cô chú anh chị và các bạn. Bạn của Tiêu ở đằng kia nhé. Vâng, cảm ơn những anh công an, những chú công an rất là nhiều nhé, vì đã giữ trật tự cho giữ trật tự cho
cái buổi bắn pháo hoa tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh được diễn ra suôn sẻ nhé cô chú anh chị và các bạn. Vâng, nghe nguồn thông tin là tại bắn pháo hoa ngay chỗ nhà văn hóa thiếu nhi cụ quyền Củ Chi, nhưng mà sao mà cái đường quốc lộ 20 á, quốc lộ 22 á cô chú anh chị và các bạn, cho nên phải dời vô trong nhà văn hóa quyền Củ Chi, nhà văn hóa quyền Củ Chi để diễn ra cái buổi bắn pháo bông trọn vẹn nhất thưa cô chú anh chị và các bạn. Vâng, người dân tập trung rất là đông nhé. Cô chú anh chị cũng có thể biết là người dân tập trung rất là đông luôn cô chú anh chị và các bạn. Có lực lượng công an, lực lượng công an cơ động đang đứng chốt trực tại nơi đây nhé. Có cảnh sát giao thông nữa cô chú anh chị và các bạn. Vâng, cô chú anh chị và các bạn thân mến, xem kênh cảm thấy kênh hay có ý nghĩa thì cô chú anh chị có thể đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Tập trung người dân rất là đông tại nơi đây luôn. Có những chiến sĩ công an chốt trực tại đây nhé. Bài bắn ở đằng kia hơn cô chú anh chị và các bạn. Bài bắn ở đằng kia. Bây giờ những cái thợ bắn pháo hoa đã đang chuẩn bị để vào lúc 12 giờ ngày hôm nay sẽ đón giao thừa, sẽ có một buổi bắn pháo hoa tại nơi đây nhé, khu công nghiệp Tây Bắc, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nhé cô chú anh chị và các bạn. Xe phòng cháy chữa cháy phòng đậu ở đây để có điều chi sơ sót á thì có thể ứng biến ngay hơn cô chú anh chị và các bạn. Rất cảm ơn những chiến sĩ công an, những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy nhé. Phần video clip của tiêu cũng đã dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé.